Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại đặc biệt phát sóng dịp Tết âm lịch trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam vừa được tổ chức vào tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn trăn trở Việt Nam phấn đấu trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á. Bây giờ chưa được, nhưng tại sao lại không và luôn phải tìm câu trả lời để đạt được điều đó. Vậy Việt Nam đã sẵn sàng để trở thành con hổ thứ 5 tại châu Á hay chưa? Đó là chủ đề chúng tôi lựa chọn cho chương trình đối thoại đặc biệt nhân dịp Tết âm lịch tuần này. Tham gia chương trình đối thoại, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, đại biểu Quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Doanh nhân Nguyễn Liên Phương, giám đốc Học viện Doanh nhân LP Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn các khách mời đã nhận lời mời của chương trình đối thoại để đến với một số đối thoại rất là đặc biệt nhân dịp Tết âm lịch. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn về chủ đề của đối thoại ngày hôm nay liên quan tới việc là Việt Nam đã sẵn sàng trở thành con hổ thứ 5 của châu Á hay chưa, theo như là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. 2017 là năm đầu tiên Việt Nam hoàn thành 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% được đề ra và trở thành mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, với hai điểm sáng là nông nghiệp và du lịch. Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2017 đạt 2,94%, vượt mục tiêu đề ra là 2,84%. Về du lịch, năm 2017, Việt Nam đã đón 13 triệu lượt khách quốc tế, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mà Thủ tướng giao phó, đạt mức tăng trưởng gần 30%, phục vụ khoảng 73 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 510.000 tỷ đồng. CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016. Mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2017. Những năm trước đây, vốn FDI giải ngân chỉ ở mức 11 đến 12 tỷ đô la Mỹ, thì tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đã đạt mức kỷ lục với 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8% so với năm ngoái. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017 cũng ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu Việt Nam khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 211,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8%. Cán cân thương mại năm 2017 đã đạt mức xuất siêu là 2,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 26,1 tỷ đô, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỷ đô la Mỹ. 18,17% là mức tăng của tín dụng trong cả năm 2017, vượt mục tiêu 18% mà Ngân hàng Nhà nước đã đề ra. Mặt bằng lãi suất giảm 0,5 đến 1%. Tỷ giá thị trường ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ đô la Mỹ đến cuối năm 2017. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 26.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại. 2017 cũng là năm đầu tiên có nghị quyết về kinh tế tư nhân. Ngày 3 tháng 6 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 98 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 10. Trong năm 2017, sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam là đảm nhận vai trò chủ nhà của Hội nghị cấp cao các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, hay còn gọi là APEC, với 11.000 người tham dự. Và riêng trong tuần lễ cấp cao, Việt Nam đã ký tổng cộng 121 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với các đối tác và có tổng trị giá là gần 20 tỷ đô la Mỹ. Năm APEC 2017, mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng, đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới.
Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số những thông tin, con số đáng chú ý của kinh tế Việt Nam thời gian qua liên quan tới những trăn trở của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Vậy thì các khách mời có thể cùng chúng tôi chia sẻ những quan điểm của mình liên quan tới việc là tại sao bây giờ Việt Nam lại chưa thể trở thành một con hổ kinh tế mới của châu Á như là chúng ta mong đợi hay chưa? Thì trước hết là tôi xin mời ý kiến của ông Liên Phương ạ. Vâng, theo ý kiến của chúng tôi thì chúng ta chưa trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á. Mặc dù là chúng ta có thừa cái tiềm năng để trở thành con hổ, nhưng mà chưa trở thành vì chúng ta cái khâu mà giống như là set up cái cuộc chơi của chúng ta nó còn thiếu rất nhiều điều kiện. Và sau đây thì chúng ta sẽ nói lại những cái điều mà chúng ta chưa làm được để mà xứng đáng với lại cái lịch sử của dân tộc mình, cũng như là cái điều kiện, những cái nguồn lực mà đất nước chúng ta có được trong từ cái ngày mà thống nhất đến nay cũng đã hơn 40 năm. Và với nhiều quốc gia thì hơn 40 năm đấy họ từ một cái làng chài họ trở thành những cái ngôi sao ở trên thế giới này, còn chúng ta thì rừng vàng biển bạc mà cái dân tộc anh hùng như thế lại chưa biến cái đất nước ta trở thành một cái con hổ kinh tế mới. Nhưng mà cái tiềm năng thì nó vẫn còn rất là nhiều, cái nguồn lực của dân tộc thì nó vẫn còn rất nhiều. Và nếu mà chúng ta khơi dậy đúng thì chắc chắn là có thể trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á trong một tương lai không xa lắm. Và rõ ràng là vừa rồi đội tuyển U23 của chúng ta lọt vào đến trận chung kết của cái cúp châu Á là cũng đã để lại một cái bài học, cái ý nghĩa của cái chiến thắng ấy, nó không ở cái cúp vàng cái cúp bạc, mà cái chính là cái bài học mà cái chiến thắng nó đem lại, cho thấy là chúng ta có thể chứ không phải là chúng ta không đến mức. Thì để sau đây các khách mời sẽ tiếp tục để nói phân tích kỹ hơn, và tôi cũng sẽ trình bày cái ý kiến của mình ở phần sau. Cảm ơn. Ông Thiên bổ sung thêm. Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà có trở thành hổ ấy cũng là một cái nói hay, cũng nó rất là cổ động để mà đua lên ấy, là cái mà theo cái cách như là một số nước châu Á đã làm được. Nhưng mà Việt Nam ấy là nhiều năm nay rồi có một cái cách khác mà tôi cho nó còn đáng lẽ nó còn phải mạnh mẽ hơn, thúc đẩy mạnh mẽ hơn, đấy là thoát khỏi tụt hậu. Cái đất nước của ta đó, trong cái kỳ vừa rồi ấy là cái nỗ lực thoát khỏi tụt hậu đặt ra rất là gay gắt. Và trong đó nó có một cái điểm là nó rất đáng được nhấn mạnh thế này. Tức là những nước mà chúng ta muốn đuổi kịp họ, chúng ta muốn tiến vượt lên ấy để mà sánh vai với họ, thì lại nó lại cứ tụt hậu xa hơn. Tụt hậu xa hơn chứ không phải là chỉ tụt hậu đó với họ. Cái đấy nó còn đáng xấu hổ. Một cái luận điểm cho chúng ta thấy là nó có vấn đề rất nghiêm trọng trong cái cách phát triển. Mà ta đi sau, ta tận dụng được nhiều nguồn lực, rất nhiều nguồn lực của thế giới, thuộc loại nhiều nhất ấy. Và dân tộc ta là giống như cái thời mà cái cuốn mà theo hướng rồng bay, người ta nhận định là một cái đất nước mà biết tổ chức những cái cuộc chiến tranh giỏi như thế này thì không có lý gì để không tổ chức phát triển tốt cả. Thế mà 30 năm sau chúng ta vẫn thấy là hình như cái tổ chức phát triển ấy nó khác tổ chức chiến tranh rất nhiều, và chúng ta chưa giải quyết được cái vấn đề phát triển như chúng ta muốn. Chúng ta vẫn là tụt hậu xa hơn so với những nước, tôi xin nhấn mạnh, so với những nước mà chúng ta muốn đuổi kịp, chúng ta muốn tiến vượt lên để mà sánh vai cùng với họ. Đấy là cái. Thế bây giờ ta đặt vấn đề là hoa hổ thì cũng là một cái cách tiếp cận mà tôi cho là có cái sức cổ động rất là tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ này, 30 năm đấy từ cái câu chuyện là đổi mới mà có cái nhận định là Việt Nam hoàn toàn có khả năng là trở thành một cái con rồng, con hổ mới của châu Á, mà hiện nay là chúng ta vẫn cứ tụt hậu sơn, thì cái gì nó ở đấy? Thì tôi muốn liên hệ lại một câu chuyện thôi để chúng ta cùng giải thích. Ai, lực lượng nào làm cái câu chuyện thần kỳ đấy? Ở các nước ai làm cái câu chuyện thần kỳ đấy? Tất nhiên nó có nhiều điều kiện, nhưng mà mình cứ xoáy vào cái trung tâm ấy. Thì tôi liên hệ đến một luận điểm là chỉ mới có vài ba năm trở lại đây thì chúng ta mới đi đến một cái luận điểm là kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Tại sao đến 30 năm chúng ta mới nói ra được cái điều ấy? Nó có liên quan gì đến cái ý kia không? Hôm qua anh Dũng, là tôi đọc cái bài của anh Dũng ở trên Vietnamnet, anh nói mà chúng ta mà kỳ thị với sự giàu có kinh khủng. Và đấy cũng là một cái trở ngại tâm lý. Thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải bắt đầu từ cái cốt lõi. Ta bị trói trong những quan niệm và đó, khi đấy là giải pháp nó không thông thoáng được. Cái lực lượng chính thì chúng ta vẫn thấy là vẫn hình như vẫn đặt ngoài rìa, nhiều cái vẫn đang đặt ngoài rìa. Thì đấy chính là cái mà tôi muốn gọi như muốn chọc vào cái vấn đề đấy để mà chúng ta thử thảo luận. Chắc nó nhiều chuyện. Tuy nhiên tôi muốn hỏi thêm ông thêm một chút là vấn đề hóa rồng hóa hổ chúng ta cũng đắc nhắc tới không phải là mới. Và tuy nhiên là đến cuối năm 2017 thì chúng ta mới bắt đầu làm nhắc tới nhiều hơn ấy, và thậm chí là một vài lần chứ không chỉ trong diễn khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân ạ. Vậy thì rõ ràng chúng ta phải có một cơ sở hoặc có một cái niềm tin gì đó cho cái việc, cho cái tương lai như vậy ạ. Chính là tôi mới nói câu chuyện là 3, đến năm thứ 30 ấy, hay là 29 thì đấy đại thể đấy. Chúng ta nói là khẳng định là kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Và sau đấy là chúng ta thấy là cái cách tiếp cận như thế làm cho chính phủ cũng có một cách nhìn khác về phát triển, đúng không? Nhà nước nhìn có bắt đầu có cách nhìn đó, tức là kiến tạo phát triển. Và với cái khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển, tức là vai trò của khu vực doanh nghiệp ấy, được đặt lên ấy, có vẻ như đúng chỗ hơn. Và nó tạo ra một cái niềm tin hơn. Đầu tư nước ngoài cũng vào ấy là cũng chúng ta bắt đầu xét duyệt lại tất cả các cái cách. Rồi hội nhập cũng mở ra như thế, và chúng ta đặt lại vấn đề lên là đến lúc này là cái cách diễn đạt là chúng ta có cái cơ sở đúng là có những cái niềm tin nào đấy để chúng ta nói rằng ấy là hoàn toàn có điều kiện để mà tiến vượt lên, tức là hóa hổ đấy, hóa rồng hóa hổ đấy. Có cái cơ sở. Nhưng thực sự ở đây chắc là còn thảo luận khác. Chúng ta có hóa được không lại vẫn là câu chuyện chúng ta phải bàn một cách rất là nghiêm túc. Bởi vì muốn hóa, lâu nay ai chẳng muốn hóa. Có cái điều kiện để hóa, có nhiều. Nhưng mà chỉ cần thiếu một tí thôi là có thể không hóa được. Tôi muốn nói đến là vấn đề thể chế, nhưng mặt khác ấy là cái bối cảnh quốc tế mà chúng ta có thích nghi được không. Rồi ấy, đặc biệt đấy là cái bước chuyển sang cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ấy, có lẽ đấy là những cái tình thế mới nó đặt ra cho cái công cuộc hóa hổ của chúng ta, nó khác hẳn cái hóa hổ ngày xưa. Đấy. Ông sẽ dũng bổ sung thêm. Nghĩ là nguyên nhân tại sao chúng ta không vẫn chưa hóa thành hổ được ấy, thì nó nằm ở việc chúng ta lựa chọn mô hình phát triển. Thực chất thì chúng ta đã có những bước chuyển là tương đối là đúng, nhưng mà vẫn thiếu những cái điều kiện. Tôi bây giờ trở lại với mấy con hổ của châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Chúng ta muốn thành con hổ thứ 5 thì chúng ta thấy nhé, cả 3, cả 4 con hổ kia đấy đều chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển để phát triển. Như vậy thì các cái nước châu Á đi lên thịnh vượng, đi phát triển thành cái những quốc gia của phát triển ấy, người ta chọn mô hình khác với các nước châu Âu. Châu Âu thì sẽ chọn mô hình nhà nước điều chỉnh, Mỹ, Anh, các nước châu Âu là điều chỉnh, tức là anh tạo khốn khổ cho doanh nghiệp làm ăn. Nhưng mà châu Á không, các nước Đông Bắc Á đấy là lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Thì chúng ta một thời gian rất dài là chúng ta lựa chọn mô hình về xóa tập trung, mô hình xã hội chủ nghĩa, sau đó chúng ta bỏ. Thì quả thực là chúng ta đã lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, mặc dù trong nhận thức thì không rõ được cái đó. Vì rằng là đây chúng ta thấy nhà nước điều chỉnh là nhà nước có trọng thị trường, có khi tuyệt đối hóa thị trường, nhà nước không can thiệp để cho thị trường điều chỉnh, và thị trường là sẽ phân bổ nguồn lực là hiệu quả nhất. Thấy như vậy nhà nước ta khốn khổ thôi. Nhà nước xã hội chủ nghĩa không công nhận thị trường, nhà nước kế hoạch tập trung không công nhận thị trường, nhà nước làm lấy tất cả. Còn nhà nước kiến tạo phát triển thì công nhận thị trường, nhưng mà cách nói như của ta là có sự quản lý của nhà nước, tức là nhà nước kiến tạo phát triển công nhận thị trường nhưng mà tác động với thị trường để thúc đẩy cái đường lối công nghiệp của mình, không phải là nhà nước chỉ tạo khốn khổ, mà nhà nước nhắm một cái đường lối phát triển công nghiệp thì nhà nước sẽ tác động để cái đó nó thành sự thật. Thì cái đó đã lên rất là nhanh. Và nước ta nếu mà chọn từ năm 1986 đã theo cách đó, đáng ra ta phải hóa rồng rồi chứ, phải hổ. Thì tại sao chúng ta chưa? Đây tôi nói nguyên nhân thứ nhất, chúng ta chưa. Anh Thiên cũng đã nói, người ta công nghiệp hóa dựa vào doanh nghiệp tư nhân, người ta dựa vào Hyundai, dựa vào Samsung, dựa vào Toyota, dựa vào Panasonic. Còn ta dựa vào các tập đoàn của nhà nước, dựa vào Vinasin, Vinalize. Đấy là một cái điểm khác. Còn chúng ta thấy tại sao mà chúng ta lại không hóa rồng được. Bây giờ đấy, 30 năm thì mới 1-2 năm thì chúng ta công nhận kinh tế tư nhân.
Quả thực là tôi nói cái điều này 15 năm trước rồi. Nhưng mà máy là tôi nói ở trong cái góp ý cho văn kiện đại hội đảng. Cũng có bị phê bình nhưng mà không có bị gì nặng nề. Nhưng mà nếu 15 năm trước chúng ta đã như vậy đấy, thì có lẽ bây giờ chúng ta hoảng hổ rồi. Chúng ta không công nhận kinh tế tư nhân. Và đó là cái nguyên nhân đầu tiên quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta thử xem nhé. Bây giờ chúng ta có kinh tế tư nhân này. Thì có lẽ tôi sẽ phân tích sâu hơn vì tôi không nói một lúc mà nhiều. Nhưng mà bây giờ cái điểm thứ hai mà chúng ta không hóa rộng được ấy, là ở những nước ấy người ta có một nền hành chính công vụ tinh hoa. Những người mà làm ở trong bộ máy của chính phủ đấy, của nhà nước đấy, bộ máy hành chính đấy, chứ không phải là bộ máy chính trị đâu, bộ máy hành chính đấy, là giới tinh hoa, là những người rất tài giỏi. Nếu mà định hoạch định công nghiệp ô tô đấy, thì người ta biết tất cả làm thế nào, cả về chính sách, cả về tài chính, cả về công nghệ, cả về thị trường để người ta có doanh nghiệp ô tô. Thế mà bây giờ chúng ta thì lại không có cái đội ngũ đó. Rồi chúng ta sẽ phân tích là tại sao. Nhưng mà nguyên nhân thấy rất rõ là chúng ta không có cái đội ngũ đó. Và kế hoạch công nghiệp hóa chúng ta để năm 2020 chúng ta đề ra đâu không thực hiện được. Thì đấy là vì không có cái đội ngũ ấy. Tức là hai nguyên nhân mà thấy rất rõ là tại sao chúng ta chưa hóa rồng. Thì thôi thì không để nói ra, thì tôi trước mặt là tôi nói chừng đấy đã. Đúng là đối thoại ngày nay sẽ chia thành hai phần. Thứ nhất là tại sao chúng ta chưa hóa hổ, chúng ta có hóa hổ được không và làm cách nào chúng ta hóa hổ. Bây giờ chúng ta đang bàn về nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là tại sao chúng ta chưa hóa hổ. Thì ông Sĩ Dũng cho là vì chúng ta chưa công nhận được kinh tế tư nhân. Và thứ hai là chưa có một cái bộ máy quản trị tinh hoa, bộ máy hành chính tinh hoa. Đúng không ạ? Vâng, ông Kim nghĩ sao? Tôi thì chắc sang năm 2017 và đầu những tháng đầu năm của 2018 thì chúng ta mới hay nhắc lại những cái hình tượng mà châu Á hay sử dụng để thể hiện một cái sức mạnh vươn lên như là rồng hay là hổ. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại một chút thì sau 5 năm thực hiện công việc đổi mới thì năm 1991 chúng ta có cái cương lĩnh công nghiệp hóa hiện đại hóa năm 91 của Đảng. Và tại thời điểm cương lĩnh 91 đấy thì chúng ta đặt ra là đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Lúc đầu thì cương lĩnh là cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Sau đó thì qua các kỳ đại hội 8, đại hội 9 thì chúng ta bổ sung thêm cái xu thế phát triển khoa học công nghệ vào trong đó. Nhưng chúng ta phải nhìn lại cái bối cảnh của đất nước là bắt đầu từ năm cuối năm 2008. Chúng ta sau khi chúng ta thoát ra khỏi cái khủng hoảng tài chính châu Á năm 96-97 thì chúng ta lại vướng vào, mới có 10 năm thì chúng ta lại vướng vào cái khủng hoảng cho vay dưới chuẩn với cái sự sụp đổ của Lehman Brothers vào tháng 9 năm 2008 tại thị trường tài chính Mỹ. Và chúng ta thấy là nền kinh tế Việt Nam luôn luôn phải đối phó với những cái thăng trầm của cái sự không ổn định do cái kinh tế quốc tế nó tác động vào. Và mặt khác thì chúng ta phải thấy rằng là như anh Sĩ Dũng hoặc là anh Thiên đã nói, ngay từ khi chúng ta hoạch định cái chiến lược công nghiệp hóa của đất nước thì chúng ta đã đi theo mô hình nhà nước kiến tạo, tức là nhà nước kết hợp với doanh nghiệp chứ không buông như những cái nước mà đã có kinh nghiệm 300 năm công nghiệp hóa như Mỹ, như Anh, như Pháp. Nó có cái xu hướng thế. Và ở thời điểm những năm 97 khi chúng ta thành lập các tổng ty 91 là chúng ta học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc với các Chaebol. Và như vậy thì lúc ấy trên thế giới có rất nhiều sách viết về sự phát triển thần kỳ của bốn con hổ. Trong đó thì bao gồm có Hàn Quốc, có Đài Loan, có Singapore và Hồng Kông. Đấy. Và chúng ta thấy người ta nói như thế và cái nghị quyết cương lĩnh 2011 của chúng ta là nó vận hành vào với Hàn Quốc và Đài Loan đi lên là sau chiến tranh. Đài Loan là sau chiến tranh 49 và Hàn Quốc là sau chiến tranh 51-53. Thì chúng ta thấy là họ đều từ một nước nông nghiệp họ đi lên. Nhưng ở cái thời điểm đấy thì họ có những cái điều kiện khách quan rất là đấy. Hàn Quốc đi lên được, chúng ta phải nói thẳng, đi lên bằng máu của cuộc chiến tranh Việt Nam. Toàn bộ các cái doanh nghiệp công nghiệp sản xuất lớn và những cái đầu tư hạ tầng là Park Chung Hee lấy từ cái tiền công của Mỹ trả cho hai sư đoàn vào vùng miền Trung Việt Nam. Và như vậy
ở những cái thời điểm đấy họ đầu tư nó khác. Và cái vấn đề ở đây chúng ta nhìn nhận là đấy nó lý giải, đấy là cái góc nhìn của tôi lý giải sao đến năm cuối năm 2017 là cái năm đầu tiên chúng ta hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu, thì chúng ta mới bắt đầu là gọi là có tí lại để chúng ta hồi phục lại xem là chúng ta phát triển thế nào. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận một cách nó rất là thẳng thắn là chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để chúng có thể tận dụng đưa nền kinh tế của đất nước phát triển. Ở đây thì chúng ta phải nói một cách rất là thẳng thắn là đầu tiên cái vĩ mô của chúng ta là có vấn đề. Cho nên khi vĩ mô của anh có vấn đề thì nó làm cho vĩ mô của anh không phát huy hết được cái nguồn lực. Thì đấy chính là theo tôi thì là cái nguồn gốc để cho chúng ta ngày hôm nay lại quay trở lại nói cái câu chuyện cách đây gần 30 năm. Và nếu mà tiếp đến thì chúng ta phải nói là cái cương lĩnh 2011 sửa đổi lại cái cương lĩnh 91. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta mới nhìn nhận lại 20 năm đổi mới. Và chúng ta đã đánh giá lại toàn bộ, và từ cái hiến pháp 2013 thì chúng ta mới có những cái cách nhìn nó tương đối thực tế hơn, nó sống động hơn, để chúng ta có những cái ghi vào trong hiến pháp, chuyển vào thành luật là nó công nhận những cái vấn đề kia. Có lẽ là phải nhìn nhận như vậy. Đúng là tôi thì tôi cũng rất đồng tình với những quan điểm của các chuyên gia vừa nêu. Như anh Thiên nói, vấn đề về tư duy, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Như anh Sĩ Dũng nói, vấn đề về mô hình phát triển. Như anh Kiên nói về vấn đề về tận dụng cơ hội, thời cơ để phát triển kinh tế. Tôi thì tôi cho rằng là cái từ hóa hổ rất chia sẻ với anh Kiên. Tôi cho rằng là cái này nó thể hiện một cái quyết tâm không chỉ vượt qua chính mình mà khẳng định mình đối với lại các nước khác trong khu vực châu Á và trên thế giới. Thì tôi cho rằng đây là một cái khát vọng mà rất đáng được khuyến khích và cổ vũ cho cái sự khát vọng đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi thì chưa phân tích sâu vào kinh tế, nhưng tôi có thể đưa ra một cái bức tranh rằng là rất để phát triển, gọi là để trở thành con hổ, nó có hai cái yếu tố như các chuyên gia đã nói. Một là cái môi trường để cho con hổ đó nó trưởng thành, và thứ hai là cái nội lực của chính con hổ đó để có thể vươn lên. Thì tôi có thể hôm nay thì tôi cũng chuẩn bị ở đây một số những cái chỉ số mà tôi cho rằng là nó thể hiện rất rõ. Ta lấy ví dụ như ta muốn trở thành một con hổ của châu Á thì ta chỉ nhìn vào cái môi trường. Thứ nhất là môi trường kinh doanh nói chung nữa. Thì hiện nay chúng ta đang xếp thứ năm nay được tăng khoảng hơn 20 bậc. Tuy nhiên chúng ta đang xếp thứ 68 trên 189 quốc gia và thấp hơn rất nhiều so với những cái chưa nói là châu Á nhé. Chỉ xung quanh ta như Thái Lan, như Malaysia, tất nhiên khó so với Singapore. Thậm chí chúng ta tương tự đang gọi là đang cạnh tranh khốc liệt với lại Philippines và Indonesia. Thì môi trường kinh doanh cái thứ nhất. Cái thứ hai là có hai yếu tố mà tôi cho rằng là khi nói đến một cái gọi là trở thành một con hổ mới hay cũ gì đó, nhưng trở thành một con hổ thì hai cái khái niệm mà anh Dũng biết là trước đây chúng ta dùng rất nhiều về quy hoạch, kế hoạch, thì hai cái khái niệm mới ta gọi tạm gọi là bảo vệ quyền tài sản. Có nghĩa là người muốn thúc đẩy được kinh doanh thì người ta kinh doanh phải được an toàn. Và thứ hai phải có một môi trường thực sự là cạnh tranh. Nhà nước thúc đẩy ở đây kiến tạo là môi trường cạnh tranh. Thì nhìn vào các cái chỉ số như vậy thì chúng ta thấy hình dung xem chúng ta đang ở vị trí nào. Thì tôi chỉ lấy ví dụ như cái vấn đề về môi trường, về bảo vệ quyền tài sản. Thì theo cái đánh giá gần đây của chúng ta, ví dụ như quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta xếp thứ 82 trên 128 quốc gia. So với các nước trong khu vực, là 20 nước trong khu vực châu Á, chúng ta xếp thứ 16 trên 20. Đấy là cái chỉ số về bảo vệ quyền tài sản. Hay là các cái vấn đề, ví dụ như vấn đề về cạnh tranh. Thì ở đây các cái nghiên cứu về năng lực cạnh tranh chỉ ra cho thấy là chính sách về kiểm soát độc quyền và chính sách về cạnh tranh Việt Nam thì hiện nay đang xếp thứ, ví dụ như kiểm soát độc quyền đã xếp thứ 78 trên 137 quốc gia. Chính sách thúc đẩy cạnh tranh chúng ta xếp thứ 94 trên 128 quốc gia. Tức là cái môi trường tạm gọi cho con hổ phát triển và những cái yếu tố quan trọng thì gần như chúng ta đang ở vị trí rất thấp so với các nước trong khu vực. Vấn đề khi tôi trao đổi về vấn đề về chính cái năng lực của cái doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách rất cụ thể. Đây là những con số rất đáng tham khảo, nhưng tôi cho rằng nó phản ánh thứ nhất. Khi xét về năng lực của doanh nghiệp thì ta nói về vấn đề quản trị. Quản trị là một yếu tố theo tôi là phát triển dài hạn, và tất cả các nước nó đều phát triển quản trị để thông qua đó thúc đẩy thị trường vốn. Chỉ có thị trường vốn mới có thể giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển một cách bền vững.
thì hiện nay cái mức độ quản trị của Việt Nam chúng ta theo cái báo cáo thẻ điểm quản trị ASEAN chúng ta thấp nhất trong 5 nước trong khu vực, và cái mức độ ghi điểm của chúng ta là đạt 35 điểm trên 100 điểm, thấp hơn Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan. Các nước họ đều ở mức từ 60 đến 80 điểm. Như vậy là cái thị trường vốn của chúng ta rất khó. Như vậy, vấn đề thứ hai là rất nhiều những cái kỹ năng tôi gọi là thiết yếu nhất để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tôi lấy ví dụ như các cái đánh giá gần đây cho thấy rằng là vấn đề về khả năng hấp thụ cái công nghệ, ta nói đến công nghệ 4.0, thì cái báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu chỉ ra chúng ta xếp thứ hạng khoảng 93, tức là khoảng gần như 100, tức là mức độ hấp thụ công nghệ. Vấn đề về kỹ yếu, các kỹ năng về marketing, vấn đề về phát minh, sáng chế, thì gần như những cái chỉ số của chúng ta, ta tạm gọi là ở cái vị trí gần như là rất thấp, ở chưa nói trong khu trên thế giới và gần như là ở cuối bảng ở trong khu vực. Thì tôi cho rằng là và khi đi trao đổi thì ở cái cấp độ ta gọi là làm chính sách vĩ mô ấy, thì những cái khái niệm mà tôi cho rằng là vấn đề về cạnh tranh, vấn đề về bảo hộ tài sản, vấn đề về doanh nghiệp marketing, về quản trị, thì gần như tôi cho rằng là ở cái vị trí rất thấp và rất đáng quan ngại. Như vậy thì tôi cho rằng là Việt Nam tại sao lại chưa trở thành con hổ, thì tôi cho rằng là rất nhiều cái điểm mà tôi tạm gọi là nó cản trở cái vấn đề trở thành con hổ, mà đây là những điểm rất thiết yếu, thì chúng ta đang ở vị trí rất thấp, rất thấp. Tôi muốn có lẽ muốn thảo luận với các ý kiến trước một tí. Tất nhiên là không trưởng thành được là nó do nhiều nguyên nhân. Con người mà không lớn lên được có thể là do cái không khí độc hại, ví dụ là do ăn uống, rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà có lẽ là chúng ta phải bàn đến những cái điểm mà mấu chốt nhất. Những mấu chốt nhất. Tôi nói ví dụ như ý kiến của anh Kiên nói là cái môi trường của ta dường như đến cái đoạn ta nó không thuận lợi bằng Hàn Quốc, không thuận lợi bằng Đài Loan. Cái thời nó có đúng như thế không? Tôi cho mỗi thời nó đều có khó khăn riêng của nó. Nếu mà chúng ta giải thích tất nhiên anh Kiên không, đây không phải là nói anh Kiên nhấn mạnh vào cái chỗ đấy, nhưng mà tôi nói là cái cách giải thích mà chúng ta cứ nhiều khi của chính Việt Nam hay đổ cho bên ngoài ấy, là nó không đúng, nó không làm chúng ta thấy vấn đề của chúng ta. Lúc nào nó có cái khó, miễn là cho nên cái chỗ là mô hình ấy, và anh Dũng nói là đúng là phải quan sát về mô hình, hoặc là chỗ anh Hiếu mà cứ so trong khu vực. Tôi nói cái ông đá bóng ấy, lần trước ông Nhật Bản ấy, yeah, huấn luyện viên Nhật Bản, mà tại sao lại Việt Nam nó cứ phải cái gì nhỉ, SEA Games, đá bóng việc gì phải cái lo cái SEA Games, tại sao không lo vươn đến châu Á đấy. Thế cái lần này là cái ông Park Jung Seo gì đấy, Hàng sao mà chơi một phát là ra châu Á, thế yeah, tự nhiên nó tưng bừng hẳn lên. Yeah, cái chỗ này nó có vấn đề thế này này, thì tất nhiên là ông đang phải đuổi theo Philippines theo cái nghĩa là Indo. Nhưng mà nếu ông đuổi theo những cái ông ấy thì có giải quyết được vấn đề của mình không? Ông cứ so với như thế thì có giải quyết được. Tôi xin nói rằng ấy là ngay trong châu Á thôi ấy, là cái mô hình Đông Bắc Á với mô hình Đông Nam Á là khác nhau. Rồng hổ ấy là theo nghĩa là cái cấu trúc kiểu mô hình Đông Bắc Á. Cho nên Đông Nam Á có vẻ như của ta mà. Ba ông, 10 ông ấy, ông Singapore là người ta tính cái kiểu của Đông Bắc Á. Hai cái cấu trúc hoàn toàn khác nhau mà chỗ này ta, anh Dũng ta phải thôi, đi theo Đông Bắc Á. Đấy, đúng đấy, cái kiểu như thế, cách đặt vấn đề. Thế còn như anh Hiếu so trong khu vực thì tất nhiên so khu vực, nhưng mà nếu mà so để mà cứ đuổi theo như thế thì không được. Đây là bàn về câu chuyện là lựa chọn cái gì tốt nhất để vươn lên, để bứt lên. Thế còn cái chỗ anh Hiếu là đúng là thực trạng là ok. Vị trí địa lý của ta là ở Đông Nam Á, nhưng mà văn hóa của ta là Đông Bắc Á. Ta ăn đũa, ta có đạo Khổng và đạo Nho học, ta thực chất chữ tượng hình là Việt Nam theo, mình bỏ gần đây thôi, bây giờ càng được hóa hổ hóa rồng đó, người ta là cái mẫu ấy, tức là nền văn hóa nó chung. Mặc dù là bây giờ thì mình nói là mình theo Đông Nam Á, thì theo vị trí địa lý mình Đông Nam Á, nhưng mà quả thực là văn hóa là mình Đông Bắc Á, văn hóa mình không phải là Đông Nam Á. Thì bây giờ là Đông Bắc Á, nếu mà nói Đông Bắc Á thì nếu mà văn hóa còn mỗi Việt Nam đóng lại thôi, thì có lẽ mình nói đến Bắc Triều Tiên nữa, nhưng còn mỗi Việt Nam nữa thôi. Thành thử là mình phải thấy cái mô hình phát triển của mình ấy, mình so mình làm theo Đông Nam Á, mình đã đi theo mô hình là được điều chỉnh rất là nhiều. Bây giờ là
Bây giờ anh Hiếu nói rất nhiều về các cái môi trường này, môi trường kia đó, để cái đó là cái nhận được điều chỉnh. Chính xác. Anh tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm, nhưng mà nhận được kiến tạo phát triển can thiệp. Trung Quốc bây giờ đấy, người ta tạo cái thị trường lại cho thương mại điện tử của Trung Quốc. Và bây giờ Trung Quốc đứng đâu thế nữa? Cũng phải là môi trường mở ra như kiểu mình nói. Thế thì chúng ta sẽ thấy là mô hình nó rất khác nhau. Anh Kiên thì có nói là nếu mà bốn con hổ thì không phải là Trung Quốc. Thì là bộ phận rất nhỏ Hồng Kông thôi. Nhưng mà thực chất ý, bây giờ phải nói Trung Quốc là con hổ. Trung Quốc là phát triển theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển mạnh nhất bây giờ. Thế bây giờ những cái thực tiễn nó đã chứng minh cái đó là đúng. Thì bây giờ cái gì mà chúng ta cũng đã chọn cái đó rồi mà chúng ta chưa đúng thì chúng ta sửa đi chứ. Bây giờ chúng ta lại đi theo mô hình nhà nước điều chỉnh, cố gắng tạo điều kiện rất là lớn, ừ thì cũng là hơn cái mô hình nhà nước kế hoạch tập trung. Nhưng mà thực sự là cái môi trường, cái ngon lành đó là doanh nghiệp ở ngoài sơi, doanh nghiệp trong nước sơi. Mình có trả lời câu hỏi đó không? Thì đó là những vấn đề mà chúng ta có lẽ là chúng ta nên trao đổi nhau. Bỏ lỡ thời cơ của anh Kiên ấy cũng nên... ta thời cơ nó tốt lắm, chứ không phải là kém. Thế tại sao lại cứ lỡ này? Đấy, bây giờ lại nói đến cách mạng 4.0. Ngày xưa ta là có cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, đúng không ạ? Ta có là tiến vào kinh tế tri thức rất sớm. Đặt thế giới có gái là mình cũng ghi ngay văn kiện rồi, cũng tinh thần hào hứng cũng tăng lên. Nhưng mà ghi xong ấy, biến thành phong trào cái là nó cứ xẹp lép. Đến bây giờ lại có cái câu, ta biết cả nhưng tại sao? Cái câu chuyện, tức là những cái động lực bên trong nó có vấn đề. Cái cấu trúc bên trong nó có vấn đề, cho nên là ta biết là ta không làm được. Chứ còn Việt Nam tôi nghĩ thù mồi được vốn FDI là hạng nhất thế giới đấy. Tính về số lượng, nhưng mà chất lượng có vấn đề. Tại sao thế? Đấy, kiểu cái cách đặt vấn đề như thế. Hoặc là giáo dục đào tạo Việt Nam có thông minh không? Mới thông minh quá đấy. Nhưng hỏi thông minh có đến mức là lắm giáo sư thế không? Lắm, hoặc là đấy, là ta cứ lẹt bẹt cải cách cái hệ thống giáo dục đào tạo 30 năm nay mà không cải cách được không? Thế thì vấn đề nó ở trong cái hệ thống, vấn đề nó ở hệ thống, không phải là vấn đề ở những cái tiềm năng cụ thể, không có tiềm năng. Vấn đề là cái cơ chế đấy nó đang trói buộc. Cho nên ấy là cái chỗ chị Trì nói là tại sao năm nay lại nói hóa hổ nhiều, là bởi vì ta đúng ngay vào cái câu chuyện là tháo gỡ cho khu vực tư nhân. Nhà nước kiến tạo là đúng ngay cái cấu trúc cốt lõi của vấn đề rồi. Thế tự nhiên là cái bài hát nó lại vọng lại thôi. Tôi nói đúng cái đó. Bây giờ thử xem nha. Vingroup, mỗi nhân viên của Vingroup trong hàng chục ngàn ấy, thì mỗi năm làm ra 1 tỷ 6 đồng. Thì thu nhập nếu mà tính tính theo đầu người đấy, thì là mỗi người là mỗi năm là 60 ngàn đô. Đến 60 ngàn đô. Đến 60 ngàn đô đó. 70 đấy, 70 ngàn đô. Thử xem đi, 10.000 đô đấy đã là được hóa hổ rồi. Thế bây giờ mình tạo điều kiện cho tư nhân để người ta làm không? Bây giờ mình dựa vào doanh nghiệp nhà nước ấy đổ xuống sông xuống biển hết, bởi vì có những bài toán nó vô hiệu ở đấy. Động lực chủ sở hữu là bằng không, không thể giải bài toán đó được. Xong rồi đó, tiếp theo không chịu trách nhiệm về tài sản được. Và lại tiếp theo khuyến khích ngược, anh doanh nghiệp có làm nó ký hợp đồng có dở một chút thì có khi lãi quả lại cao hơn, khuyến khích ngược. Thành thử là đấy là một trong những nguyên nhân mà ta phải thấy. Để bây giờ có doanh nghiệp tư nhân rồi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân người ta vươn lên. Tôi đã rất đồng ý với những chuyên gia, nhưng mà tôi cho rằng là thế này, nhiều khi anh như Kiên nói là cơ hội của chúng ta có thể bị bỏ lỡ hoặc bỏ không, nhưng đôi khi nhà nước chỉ ra một cơ hội nào đó cho khu kinh tế tư nhân theo tôi là bất khả thi và rất khó. Ví dụ như bảo phải phát triển cây gì, phát triển ngành gì, phát triển công nghiệp gì, là theo tôi càng ngày nó càng khó. Mà cái quan trọng nhất là cái thúc đẩy, tôi nghĩ rằng là cái từ hướng xa, không phải chỉ cái từ thúc đẩy bây giờ là gì? Bây giờ thực chất đấy là cái của Trung Quốc nó định hướng. Bây giờ gọi là năng lượng thay thế, nhà nước định hướng. Và bây giờ kế hoạch đến năm 2020 đấy, thì năm 2017 hoàn thành hết rồi. Thì thành thử là mình cũng không nên tuyệt đối hóa là nhà nước cứ để cho người dân chọn. Nhà nước bởi nó có phần của nhà nước thôi, chứ cũng không nên nhà nước tất cả. Bây giờ mình có một vấn đề, mình có một vấn đề trở lại, thì ý kiến thì ông có. Nhưng mà
nhà nước là phải có những người thông tuệ ngồi đấy. Không ở đây, tôi phải nói anh phải hoạch định các, nó đúng. Các anh đừng có tuyệt đối hóa cái mô hình nhà nước kiến tạo hay là thông tuệ. Chúng ta bàn với nhau là trên cơ sở chúng ta có cái gì chúng ta bàn. Chứ không phải là chúng ta đòi hỏi một đất nước này phải có một ông Lý Quang Diệu hay có phải đòi hỏi phải có một ông Park Chung Hee. Cái đấy theo tôi thì nó không, là không hẳn, không hẳn, không hẳn thế. Ở đây vấn đề tôi phải nói này hoàn toàn không phải là như đứng vậy. Đứng về mặt học thuật thì chúng ta nói cái mô hình kinh tế kế hoạch hóa nó là một nhánh của nhà nước kiến tạo. Anh quy anh thế không, cũng được, quy không, thế cũng được. Bởi vì người ta chỉ nói tôi lại nói với anh Dũng thế này. Là anh nói theo tôi nói ở đây rồi. Nói với nhau về mặt học thuật thì tôi phải nói nhỉ. Kiến tạo nó cùng một nhánh. Đường, không, nó cùng một nhánh. Không. Bởi vì người ta chủ yếu là hoạch định phát triển công nghiệp. Không. Khổ quá. Các anh nhìn lại. Như anh đang nói kế hoạch hóa toàn bộ cái đấy. Không, bởi vì anh canh ở đây anh phải nói thế này này. Nếu chúng ta nhìn thẳng về mặt bản chất học thuật thì một đằng là các anh cứ nói thế nhưng mà vấn đề Park Chung Hee có kế hoạch hóa không? Không khác ta. Không, vâng. Khác ta xa đấy. Anh đừng có lấy mình ra làm thước đo. Anh đừng lấy Việt Nam ra làm thước đo. Không, bây giờ mình nói với nhau về mặt học thuật đi. Chúng ta nói ngay từ đầu hai mô hình nhà nước kiến tạo là hoạch định phát triển công nghiệp và dựa vào tư nhân để thúc đẩy. Còn can thiệp vào thị trường. Còn mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa là hoạch định cái lấy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và trực tiếp làm. Đấy, nó là hai cái khác, giống như còn khác nhau. Bây giờ không phải là mặt cấu trúc là không so được với nhau. Các anh cứ nói thế thôi. Muốn trao đổi, tôi lại đi trao đổi đến cùng. Ừ. các anh cứ nói thế thôi. Trong một cái đoạn đấy thì các anh chỉ nhìn cả cái phần thị trường thôi. Nhưng anh quên mất một cái phần toàn bộ cái cung là người ta kế hoạch hóa. Chứ anh không thể nói được là anh tách ra. Một đằng là nó chỉ có cái sai ở những cái đoạn giai đoạn kia là nó cũng kế hoạch hóa nốt cái thị trường. Nhưng nó đều xuất phát từ ở một cái điểm là nhà nước hoạch định và nhà nước dành toàn bộ nguồn lực của nhà nước cho cái phát triển theo hướng đấy. Chỗ này thì tranh luận được đấy. Đúng vấn đề mấu chốt của Việt Nam. Đấy, thì tôi chỉ nói thế này. Mấu chốt của vấn đề ở Việt Nam nó là anh Dũng lúc nãy có một cái luận điểm ấy là rất hay là Hàn Quốc với ta nó có khác nhau chỗ là một bên là dựa vào tập đoàn tư nhân, bên dựa vào tập đoàn nhà nước. Thế hai cái đấy nó khác nhau rất căn bản là thế này. Ông dựa vào tập đoàn nhà nước theo cái cách mà đúng dùng cái từ học thuật của anh kia đấy, tức là chọn người thắng cuộc, tức là chả biết ông giỏi dốt gì nhưng mà ông sẽ được quyền làm tất. Thế còn những thằng khác không biết giỏi dốt thì không được làm. Thế còn Hàn Quốc mà chọn Samsung với EU lại không phải chọn nữa, là khuyến khích người thành công là thế này, mày làm được tao thưởng cho, mày làm được tao thưởng và mày hứa mày làm thì tao sẽ hỗ trợ cho mày làm, nhưng mày làm không được mày chết với tao, còn mày làm được tao thưởng. Được. Tức là cái đấy là cái khuyến khích thị trường, còn bên này là chọn người thắng cuộc là chọn người, chỉ khác nhau có một tích tắc thôi. Thì bên ta cũng chọn tập đoàn trụ cột khác nhau kinh khủng. Ta mất 30 năm để mà chọn một cái gọi là trụ cột. Có lẽ anh Phương nói thêm. Thì nghĩ như này. Tôi phải nói tiếp cái bài học U23 là vì như này. Trước khi mà U23 đi đá thì chúng ta chỉ nghĩ làm sao kiếm được một điểm. Bởi vì tất cả các cái lịch sử và các cái số liệu thống kê cũng như là các cái dữ liệu cho thấy rằng Việt Nam chả có cái cửa gì để mà đi vào sâu cả. Kiếm được một điểm thì đi về. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ ngồi mà chúng ta so như thế, rồi chúng ta lại bắt đầu lục lại 30 năm qua chúng ta làm gì, nó giống như là cái nền bóng đá của chúng ta là suốt ngày cãi nhau và nào là bán độ, nào là tiêu cực, rồi nào là rất nhiều những các cái mặt hạn chế. Thế nhưng mà cái thành công của U23 nó cho chúng ta một bài học mà tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào cái nền kinh tế của chúng ta. Nó chỉ có hai cái lõi của thành công thôi. Cái việc thứ nhất ấy, là đã nhờ có cái nỗ lực hàng chục năm trước của anh Bầu Đức và anh Bầu Hiển mà đã chuẩn bị được một cái lớp cầu thủ rất tài năng, rất là bài bản, có học thức, có đẳng cấp. Đấy. Và thứ hai là thuê được một ông huấn luyện viên rất là giỏi và tâm huyết với Việt Nam.
Thì đấy là cái lõi của thành công. Và chúng ta, thành công của chúng ta là ngay cả FIFA cũng phải thừa nhận nó không ăn may. Làm sao mà ăn may được trong một cái bối cảnh mà nó khốc liệt như thế? Thế thì bây giờ tôi nghĩ là ở đây phải khẳng định như này. Tức là nó cũng giống như là trước đây chúng ta đi về các địa phương như là Thanh Hóa hay là Yên Bái mất 4-5 tiếng là bình thường. Còn bây giờ là một vài giờ chạy cao tốc. Thì khi mà chúng ta set up một cái nhà nước kiến tạo phát triển thì xin thưa là nó cũng chỉ như là tạo ra các cái đường cao tốc thôi. Nó giống như là sân bóng đẹp, luật lệ nghiêm minh, trọng tài minh bạch thôi. Nó không quyết định hoàn toàn cuộc chơi, đấy là điều kiện cần. Nhưng mà cái điều kiện đủ quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái lớp doanh nhân mới. Mà cái lớp doanh nhân này là dám hóa hổ. Mà doanh nhân không dám hóa hổ thì không bao giờ đất nước này hóa hổ được. Không làm nào đấy. Để tạo ra lớp. Vâng, đấy, thế thì tôi sẽ phân tích là như này. Hiện nay á, là bắt đầu giam năm trở lại đây thì bắt đầu có những các cái mà để chúng ta tin. Ví dụ như là anh Phạm Nhật Vượng, lúc ấy làm bất động sản thì cũng rất nhiều ý kiến. Nhưng mà bây giờ anh dám làm, ví dụ như là thực phẩm sạch, để mà thay đổi cái nguồn cung ở Việt Nam. Đấy. Mà anh làm sạch thật. Đúng không? Thứ hai là anh dám làm ô tô, và làm ô tô một cách vô cùng bài bản. Thế còn cái thành công hay không nó còn phụ thuộc vào một số yếu tố nữa, nhưng mà tôi mới nói là cách làm như thế là cái cách mà để Việt Nam mình đi chọi nhau với thế giới. Và tháng 10 năm nay là anh sẽ đem cái bản concept, cái mẫu ô tô đến cái Paris Motor Show, tức là dám trình bày một cái xe Việt Nam với toàn thế giới. Cái cách làm như thế trước đây chưa từng có. Hay là chị Thái Hương dám sang Nga để mà xây dựng năm mình ủng hộ để phát triển doanh nghiệp ô tô cái bò sữa. Vâng, đúng không ạ? Cái trang trại bò sữa là phát sản. Thế thì như thế này này, tức là trước đây chưa từng có những cái như thế. Nhưng mà chỉ có tiếc là như này, Việt Nam hiện nay nó đang rất hiếm những doanh nhân như thế. Thì cái ước mơ của chúng tôi là làm sao mà xây dựng được ở Việt Nam một cái đội ngũ doanh nhân mới, mà không chỉ là quốc xúc múc tát ở nhà, không chỉ là đánh đấm ở ven bờ. Vâng. Đấy, tôi phải nói bây giờ chúng ta phải bàn giải pháp ấy. Vâng. Tức là không chỉ đánh đấm ở ven bờ hay là ở những cái vũng gần nhà, mà dám đi như là U23 đấy, đá ngang xương với những cái anh tài của châu lục. Ví dụ thế, chúng ta phải có một cái đội ngũ thế. Thì nói thật là như này, về mặt chính sách ấy, ở đây là tất cả các nhà hoạch định chính sách cũng như là tư vấn chính sách, thì tôi chỉ có đề nghị trong rất nhiều cái mà chúng ta đang làm đều đang rất là nỗ lực này, thì nó có hai cái này là cốt lõi này. Thứ nhất là phải tập trung xây dựng cái đội ngũ doanh nhân, bởi vì không có cái đám cầu thủ này thì ước mơ hóa hậu là viển vông. Phải có những con người dám như là anh Phạm Nhật Vượng, dám như là chị Thái Hương, và những cái doanh nhân tiếp theo nữa dám đi ra chọi nhau làm những thương hiệu, chơi với thế giới. Và đất nước phải yểm trợ tối đa. Chứ chúng ta hiện nay nói thật là cái đội ngũ chúng ta ứng xử với đội ngũ doanh nhân hiện nay thì cũng về tinh thần thì rất là ok rồi. Đấy, mấy năm gần đây rất ok, nhưng mà nó theo kiểu phong trào. Tức là tất cả doanh nhân là giống nhau. Đấy, luật doanh nghiệp vừa và nhỏ rồi thì tất cả những cái thứ đó là giống nhau. Thực ra ấy, là tại sao mà một cái đất nước hàng nghìn cầu thủ, hàng nhiều chục câu lạc bộ chọn ra được có hơn chục anh đi đá giải châu lục, thì doanh nhân nó cũng phải như thế. Tức là phải được chọn lọc, về được bồi dưỡng. Nói thật là mỗi lần đi qua Học viện Nguyễn Ái Quốc ở đường Nghĩa Đô ấy, tôi cứ ước ao một ngày nào đó doanh nhân cũng có những cái học viện như thế để mà mình hun đúc, để mà mình trưởng thành. Không ạ, không. Ở đây là tôi muốn nói là về mặt quan tâm đấy, chứ không có nghĩa là đi làm cái học viện để mời ông doanh nhân đi. Nhưng mà rõ ràng như này này, tức là chúng ta phải thấy là đào tạo doanh nhân, bồi dưỡng doanh nhân, hỗ trợ họ, phải đấy, coi họ là những cái nhân tài. Là môi trường cạnh tranh không, lành mạnh chứ không phải là vâng, vâng, vâng. Em phải nói với anh như ở đây như này, tức là cái ý nghĩa đây em chỉ nói về mặt quan tâm chứ không có nghĩa là phải có một cái xây, cái học viện. Học viện thật rồi, đất nước lẹt bẹt hảo. Tức là ở đây là ý nói là quan tâm. Tức là trong khi chúng ta đào tạo cái hệ thống hành chính, hệ thống chính trị của chúng ta, nhưng mà thực ra là doanh nhân chúng ta là cứ để bơi ở trong thị trường một cách là tự phát. Thì cái đó là tôi thấy chúng ta bị thiếu. Thứ hai nữa là như này,
Tức là chúng ta phải có những cái huấn luyện viên giỏi. Nhưng mà ở kinh doanh nó có khác bóng đá là như này. Là cái ông doanh nhân này này, là ông ấy vừa là cầu thủ, ông là vừa là huấn luyện viên. Bởi vì không ai đi lập chiến lược cho ông Phạm Nhật Vượng hay chị Thái Hương cả. Không ai làm chiến thuật nữa. Nhưng mà đại khái là nhà nước là hoàn toàn có thể tạo môi trường, thì tôi ủng hộ cái môi trường kiến tạo phát triển. Nhưng mà phải có những cái chương trình cụ thể hơn nữa. Đấy, cái quan trọng là hiện nay là chúng ta vẫn là phong trào. Tức là phải cái chương trình hành động cụ thể hơn nữa. Mà không phải là Thủ tướng một năm vài lần nghe doanh nghiệp, mà bên cạnh chính phủ phải có những cái hội đồng tư vấn và những các cái đề án hỗ trợ những doanh nhân hội nhập, để làm sao mà họ được yểm trợ giống như là trước đây Park Chung Hee đã hỗ trợ cho những cái tập đoàn non trẻ của họ lúc đầu tiên. Tức là phải yểm trợ tối đa. Mà hiện nay chính phủ Trung Quốc họ cũng, anh Dũng nói đúng, họ cũng làm như thế. Vâng. Thế nên là Trung Quốc bây giờ nó có những tập đoàn nó đi thách thức với tất cả thế giới luôn. Như là chẳng hạn như là Xiaomi chẳng hạn, là bây giờ là thách thức Apple và Samsung. Đấy, vâng. Không sợ. Tức là mấu chốt của ông Phương muốn nói là việc ta trở thành một con hổ kinh tế mới châu Á là phải xây dựng một đội ngũ doanh nhân. Chính xác ạ. Đó là mô tượng pháo rồi. Đó là một giải pháp trong rất nhiều các giải pháp. Tôi cũng không hoàn toàn đồng ý lắm, bởi vì nó đơn giản. Tôi, suy nghĩ của tôi nó đơn giản này thôi. Tức là chúng ta vẫn nói nhà nước kiến tạo, nhà nước thúc đẩy vân vân, nhưng tôi vẫn cho rằng là mình vẫn thiếu một cách hiểu nó về rất cụ thể và rất sâu sắc về cái thực sự kiến tạo là gì. Tôi cho rằng cái cách duy nhất để đào tạo doanh nhân là có một thị trường cạnh tranh. Ở đây chúng ta đang gặp một cái mâu thuẫn mà chính bản thân trong chúng ta ở đây đều đang nói này. Một là chúng ta hỗ trợ điểm hay là hỗ trợ diện. Và hiện nay chúng ta là đang mâu thuẫn nhau trong cái chuyện đấy. Không, ở đây tôi nghĩ thế này. Em đồng ý kiến bàn, không điểm. Ta bàn đến một cái câu chuyện nó rất là có ý nghĩa. Tức là cái lực lượng doanh nghiệp Việt Nam. Ta đang có rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhưng mà lực lượng cũng có. Lại kia là quân đội có một trường khác cũng như hai cái khác, nhưng đó cũng là bản chất của cạnh tranh. Cũng sẽ trong một cái môi trường, nếu mà cạnh tranh tốt thì cũng sẽ có người phát triển lên. Vấn đề ở đây nói như thế thì nó giống như là em thì em đồng ý hoàn toàn nghèo thế mà vẫn là cái môi trường được cái vũ khí hạt nhân. Em vẫn cho rằng là vấn đề ở đây hiện nay vẫn thì là môi theo trường. Tôi là cũng trong môi trường đấy, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là chọn cái người thực thi chính sách đấy và chọn những người để hỗ trợ thực thi chính sách đấy của chúng ta chưa chuẩn. Mà nếu là tự ông anh tại... nói rất đúng là vì con người chọn được con người, nhưng mà nó khổ cái thế này này. Nếu như mà của tư nhân ấy nó chọn được thằng giỏi nó đuổi ngay, nó chọn thằng giỏi. Còn của nhà nước ấy thì tác động của cái đó rất là nhiều. Anh thử là máy chọn được người giỏi thì nó sẽ lên thôi. Ở đây lại nói về bản chất vấn đề sở hữu. Không phải là vấn đề quyết định quản trị doanh nghiệp tốt hay không. Trong không. Cái mô hình hiện nay, tôi nói với anh là tôi là mô hình xã hội, phải sở hữu, thị trường. Không phải sở hữu, tôi có nói sở hữu đâu. Không, tôi anh, nói là vì anh bảo là tư nhân mà. Tư nhân mà tư nhân ngay. Tức là sở tư hữu. Nhân, không, nhân tức ngay. Là ở đây anh lại nói là cái đoạn tôi đoạn nói là tư nhân, vấn tôi đề cán bộ. Chứ không phải là vấn đề. Tôi đang nói cán bộ chọn người mà. Được. Nếu mà anh chọn không khéo là máy thì được. Còn tư nhân cũng làm được, nó đuổi ngay chứ. Vâng. Không, câu chuyện nó liên quan đến là từ sở hữu nó mới ra cạnh tranh ý kiến à. Vì sở hữu nó khác nhau, cạnh tranh thì mới chọn người. Tư nhân không phải là không, nhưng mà là nó chọn thằng, nó thuê một thằng lên làm đấy, không làm được nó đuổi ngay. Vấn đề bây giờ không phải tôi làm vĩ mô mà tôi đi tư bênh vĩ mô, nhưng mà nói là vĩ mô của chúng ta đang có vấn đề và vì vĩ mô nó như thế cho nên nó làm như thế. Chẳng ai nói thì, cái đó cả. Thì chúng ta lại thấy cần phải nói lại. Có vấn đề. Không, cái gì có vấn đề. Cái gì có vấn đề. Và đó là ta đang tìm cái gọi là cái điểm mấu chốt nhất. Vâng. Trong năm 2018 này thì tôi hy vọng là có một lời chúc các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam nó bản lĩnh hơn và nó vì doanh nghiệp mình hơn. Tôi cũng không đặt vấn đề là vì đất nước, nhưng mà nếu anh vì doanh nghiệp của anh phát triển, anh xây dựng được thương hiệu thì tự nhiên đất nước được nhờ. Và với tư cách là những người xây dựng chính sách vĩ mô
thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cả về mặt pháp lý, cả về mặt thể chế để cho các doanh nhân có thể khẳng định được thương hiệu của mình không những ở trong nước mà cả quốc tế. Năm 2018 là năm con chó, thì con chó là thính lắm. Tôi chúc cho các doanh nhân biết quẹt thị trường, thính nắm bắt các khách và chiều dậy nhanh nhảy như cái năm tuất mà có thể là cảm nhận thị trường, cảm nhận tại thị trường. Tôi rất mong là như từ cái năm 2018 này trở đi, chứ không chỉ riêng 2018, thì đúng như là anh Kiên, những người mà hoạch định chính sách thì làm sao mà hỗ trợ tối đa cho những doanh nhân mà có cái khát khao xây dựng cái thương hiệu Việt để đi cạnh tranh, và họ rất cần những cái chính sách hỗ trợ, chứ không phải là ưu đãi, mà tôi muốn nói là hỗ trợ phải tối đa. Và do đó cho nên phải có rất một loạt những các cái giải pháp rất là cụ thể để mà hỗ trợ họ, đừng để họ phải cô đơn trên cái thị trường hội nhập. Tôi thì chúc cho cả hai nhân vật, nhà nước với doanh nhân, nhà nước thì ngày càng sáng thêm ra, nó sáng rồi đấy, nhưng mà phải sáng hơn nữa, rồi hành động tốt hơn nữa, hành động, cái từ hành động quan trọng. Còn đối với doanh nhân thì cũng giống như anh Dũng, tôi nghĩ rằng là đã đến cái lúc mà chúng ta có quyền để mà khẳng định cái vị thế của mình, và phải biết tận dụng hết mọi cái thời cơ, mà hiện nay là thời cơ cũng đang mở ra rất là tốt. Cái năm 2018 sẽ là một cái năm mà cái hợp lực ấy sẽ giúp cho Việt Nam có những cái thay đổi rất là căn bản. Ừ, cảm ơn anh Kiên, anh Kiên lại còn chúc cả nhà nước, cả em lẫn cả bên anh Phương. Tôi chính vì là tôi ở cuối nên là có cơ hội, thì tôi thứ nhất là tôi mong muốn là khu vực nhà nước thì mọi công chức hãy hành động một cách có trách nhiệm nhất, bởi vì cái sự phát triển của đất nước và của khu vực doanh nghiệp nói chung. Còn về phía cộng đồng doanh nghiệp thì tôi mong muốn thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sáng tạo, thứ ba là chuyên nghiệp, và thứ tư là tôi cho rằng trong kinh doanh chữ tín rất quan trọng. Và chúc một năm mới là thành công. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.